cái này nặng 35 kg nha em. Anh đã đấu xong rồi, ra hai pha, ra một pha 2 giây nè, sẵn hết nha. Cốt quay êm nha, chị đừng có quay cốt mà đưa tay vào đây nó giật nha. Thì cái này là ra điện AC, còn cái này anh sẽ hàn dây ra, hàn dây ra. Đó. Anh không có cái cầu diốt một pha, anh sẽ hàn ra, lấy một pha này cũng được. Đó. Em có xài qua DC thì này đấu vào. Cố quay êm nha, em ru. Khi mà mình đấu sai á, quay nó sẽ bị khự, nó bị cứng nha, bị sượng. Còn cố quay kiểu này là ok, hợp lý nha. Đã test ra hết rồi, test tất cả nha. 35 kg, trên tên là 38 nha, nãy mình cân 35, giờ mình sẽ đóng gói và gửi. Bữa nay một khách ở ở đâu ta, cũng lấy cái 3 kW ở Sơn La nha, anh Sùng này gửi luôn nha, gửi để một lát mình đi công việc. Cái này cũng hàng hiếm nha, hàng hệ nha, 1250 vào 1 phút, 3 kW, Tokyo Chaban. Hàng này là mình chưa bung luôn nha, chưa đụng gì hết, chưa bung, chưa đụng chạm. 3 dây 3 pha đây, đã kiểm tra rồi, cốt 35, cốt lớn, quay rất là êm. Cái này cũng cỡ 30 kg nha.